gột về cái này đi nha. Xin chào cả nhà thiên ái ạ. Cảm ơn Ừ, chương trình buổi sáng cho chúng ta lại được gặp nhau. Tối qua quý vị ngủ ngon dạ sư ngon. ạ? Thank you ạ. Buổi sáng nay chúng ta sẽ đến chào mừng anh chị em đã đến với chương trình tĩnh nguyện lời Chúa mỗi buổi sáng vào lúc 5:30 hàng ngày. Và cùng với Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau và Hội Thánh mở chương trình tĩnh nguyện với mục đích đó là chúng ta có thể cùng học lời Chúa và tìm kiếm Chúa vào mỗi buổi sáng mai. Như là Chúa nói ở trong Jeremy đó là mỗi buổi sáng thì như mình đến với Chúa giống như người học trò để nghe được tiếng của Ngài. Và sau khi giờ tĩnh nguyện á, thì chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho Hội Thánh cùng tất cả anh chị em cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên hơn hết đó là ao ước của chúng tôi đó là đem lời của Chúa và sự cứu rỗi của Chúa cho đồng bào của mình. Cho nên cảm ơn anh chị em đã tham dự. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho anh chị em ạ. Shalom ạ. Và để bắt đầu buổi thập phượng sáng nay, cô Lam ơi, mình có hát bài nào không ạ? Có mở nhạc hát bài nào không? Dạ mình sẽ học và mời mục sư sẽ cầu nguyện trước khi mà chúng ta sẽ học lời Chúa luôn ạ. Dạ, tôi sẽ cầu nguyện rồi sẽ cô Lam sẽ đọc Kinh Thánh à, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng suy gẫm. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, buổi sáng nay chúng con đến với Ngài trong danh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa một đêm qua cho chúng con được ngủ ngon giấc, Ngài ban sự bình an cho chúng con tứ bề và Ngài luôn ở cùng với chúng con. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh Thiên Ái với Chúa lập nên và mỗi thành viên đều trước mặt Ngài đều quan trọng, bởi vì chúng con đã được Ngài chúng con qua địa vị làm con của Ngài. Sáng nay chúng con đến với Ngài để chúng con tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm lời của Ngài. Xin Chúa Ngài ở cùng, đặc biệt Thánh Linh của Ngài cho ông con học được lời của Chúa, đặc biệt là lời rema của Ngài để phán dạy qua mỗi đời sống của chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan cho con cùng với thầy anh chị em của chúng con. Vì Chúa nói rằng ai kém khôn ngoan hãy cầu xin Ngài là đấng ban cho. Cha ơi, con cầu xin Ngài ban cho con của anh em con có sự khôn ngoan để chúng con biết được lời của Chúa, biết được điều mà Chúa dạy chúng con. Và xin Chúa Ngài ở cùng với thầy ông bà anh chị em chúng con, bổ sức cho ông bà anh chị em chúng con ngày mới này. Chúng con tràn đầy năng lực của Chúa, đầy tình yêu hồng ân của Ngài cũng như ân điển của Ngài trong mọi đời sống của chúng con, để một ngày mới này chúng con sống không phải cho chúng con nhưng mà cho Ngài, để Ngài được vinh hiển qua đời sống chúng con, qua gia đình chúng con, qua hội thánh của Chúa. Con chúc phước cho anh em con là những người đã dành thời gian tìm kiếm Chúa buổi sáng hôm nay. Nguyện Ngài soi sáng mặt Ngài trên anh chị em chúng con và Ngài quan phòng chúng con thì giờ này để chúng con tự do trong Thánh Linh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, con chúc phước cho thời gian mà chúng con tỉnh nguyện sáng nay. Cảm ơn yêu thương của Cha, con hết lòng hợp lòng với hết thảy anh em con trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Em mê, cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Bảo. Dạ. Cô chú có muốn hát một bài thờ phượng Chúa trước khi mình học Kinh Thánh không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, vậy mời thầy Suốt sẽ hướng dẫn chúng ta cùng hát với nhau. Chúng ta mở mic hết, chúng ta sẽ hát với nhau để học phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay nha, cô chú. Cảm ơn Chúa một buổi sáng phước hạnh đầu tuần anh em chúng ta cùng nhau nhóm lại học Kinh Thánh trong châm ngôn. Cảm ơn Chúa buổi sáng nay anh em chúng ta thờ phượng Chúa, đại Chúa và chúng ta hát một ngày tươi mới, một tuần tuần lễ mới. Một ngày ban cho con, cha ban cho con,
Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, con tôn thờ Ngài, con tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa Thánh Cha, Cha nhân từ. Hãy đến với Chúa Nhân Chúa Cha nhân từ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay Cha đã ban cho con. Vì ngày Hãy đến với Chúa nhân từ. Vì ngày hôm nay cho bé Lam học kinh thánh trong sách Châm Ngôn đi, Châm Ngôn đoạn 13. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Suốt. Vậy giờ này kính mời quý ông bà cô chú anh chị em cùng mở ra kinh thánh của mình là trong sách Châm Ngôn đoạn thứ 13. Alleluia, con cả Chúa ơi. Giờ này con cũng còn xin Chúa cũng ban phước cho gia đình của chú Mỹ và gia đình cô Sữa. Còn không ngoan nghe lời. Tắt mic của ai đang nói chuyện ạ? Anh chị em khi mà mình đang học kinh thánh với nhau thì nếu mình học thì mình mở ra, còn không học thì mình tắt lại để cho người khác người ta học thì mình sẽ nghe được. Dạ, xin mời bé Lam, có mời ai đọc kinh thánh hay là con đọc đi ạ? Mỗi người đọc một câu nha mục sư. Dạ. Đọc đi cô Lan. Tôi xin đọc trước ạ. Con khôn ngoan, câu số 1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, xong kẻ nhạo báng không hứng nghe lời quả trách. Câu số 2. Nhờ kết quả của môi miệng mình, một người hưởng những vật tốt lành. Những tham vọng của người xảo trá là hung bạo. Kính mời thầy Suốt tiếp theo ạ. Câu số 3. Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ thờ, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Mời cô nắm rõ. Câu số 4. Lòng kẻ biến nhát, mong ước mà chẳng có chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Em mời chú tám theo ạ. Câu số 5. Không có mất được. Rồi con bình ghét lời gió trá, xong đáng gom ghê dẹp. Bị hổ thẹn. Dạ, con mời cô Tám Lệ. Dạ, câu số 6. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Amen. Dạ, con mời cô Mến. Cô không có kinh thánh con. Dạ, con mời cô Năm Phó. Nó có vô không mà kêu. Mời chú Tám Tấn hả? Mít mở không được. Đâu được không giỡn chứ không đọc mày. Dạ dạ, con xin lỗi. Dạ rồi ạ. Rồi, cảm ơn Chúa. Tôi đọc, xin đọc câu số 8.
Dạ mời chú Thánh Tấn. Đúng vậy. Dạ, xin đọc, xin đọc dạ, câu số 8. Dạ, hay là số 7 chứ. Kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo mà lại có của cải nhiều. Amen. Tôi xin đọc câu số 8. Giá chuộc mạng sống loài người ấy là của cải mình, còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa. Dạ, mời chú Hiện. Đoạn mấy vậy? Dạ, chấm công đoạn 13 chú ơi. Đoạn 13 hả? Bây giờ chưa sao sao chú được. Dạ dạ. Cho qua luôn. 13. Mấy dạ mời. Chứ câu số mấy rồi? Sự sáng của kẻ lành soi rạng người, nhưng đèn kẻ ác bị tắt đi. Câu số 10 đó. Rồi, câu số 10 tôi đọc. Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. Rồi tiếp phần 11. Ủa mày, em ơi chị nghe. Chị nghe gạch tèo. Của phi nghĩa mẹ sớm hao mòn, nhưng ai khéo tay hay thu góp thì của cải sẽ gia tăng. Không mời cô nương ạ. À. Câu 12. Sự trong cậy trì quản khiến lòng người đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành. Dạ mời cô Lan giao dừa. Sự sống. Câu 13. Kẻ nào khinh lời dạy ác biển. Dạ mời chú Tư Sự. Lời dạy của kẻ của người khôn ngoan là nguồn sự sống, góp giúp người nghe thoát bẫy sử dụng. Dạ mời chị Mộng Cầm ạ. Dạ, tới câu 14 không em? 16 ạ. Phạm người khôn khéo làm duyệt cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. Bỏ câu 15 này. Bỏ câu 15 này. Dạ. Vậy em đọc lại. Sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Rồi tới câu 16. Phạm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội làm ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. Ngày tới câu 17. Sứ giả gian ác xa vào tai họa, còn khâm sai trung tính khác nào thuốc hay. Dạ xây dòng. Dạ mời bộ sư bảo. Câu 18. Bây giờ mình đọc thôi, tặc tự đi. Dạ bởi vì cô chú vào ai chối sự khôn, ai sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và nhục, nhưng kẻ nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. Dạ mời thầy suốt ạ. À. Ông bộ sư bảo chứ. Dạ xin lỗi. Dạ tôi đọc câu 19. Chính à, sự ước ao mà được thành lấy làm em dịu cho linh hồn, còn để bỏ điều dữ quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội. Tôi xin đọc câu 20. Ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại. Câu 21. Tai họa đuổi theo kẻ có tội, còn phước lành là phần thưởng của người công bình. 22. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình. Công của cải kẻ có tội dành cho người công bình. Xin mời đọc câu 23 đi. Dạ mời chú Thám theo. Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực, nhưng có kẻ bị tiêu nát tại vì thiếu sự cân bình. Mời chú Thám Tấn. Đọc câu 24. Người nào
kêu gọi giọt ghét con trai mình, trong ai thương con mắt cần lo chữa chỉ nó. Dạ, mời cô Thạch Dung. Mà người công bình ăn cho phỉ dạ mình, còn bụng kẻ ác bị đói. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy giờ này chúng ta sẽ suy ngẫm lời của Chúa và sau đó chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. Mời cô chú. Cảm Chúa. Chúa, tôi xin trả lời câu 3. Kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Cảm Chúa, trước đây thì tôi chưa có nhận được tiếp nhận Chúa thì tôi cũng có nhớ lại kỹ luôn, là đi nói cũng đi tập trung tập 3 tập 7 rồi đi, cái chuyện không có đáng gì hết, nhưng mà nói cũng có mà sơ sót rồi mà đụng chạm với chị em này, chị em nói hoài, suy nghĩ hoài, cứ từ chối nó thôi, mơ mốt mà không có làm gì nữa, nhưng mà cũng gặp gì nữa, không biết cái gì cản trở mà bị gì. Lúc đó mình chưa có Chúa, chưa có giữ gìn đời sống mình thì cái bị cản trở, bị cũng có bị bắt bớ hoài thôi, nhưng mà cũng có lúc buồn, buồn lắm,
Rồi bây giờ cảm Chúa, tiếp nhận Chúa rồi thì xin Chúa cũng là giúp đỡ, xin Chúa cũng là giữ gìn cho môi miệng của mình và cũng cho con được đổi thai mới. Con cũng là cũng có kinh nghiệm là có đổi thai mới cũng là rất nhiều. Cảm ơn Chúa vì Chúa mà Chúa thay đổi cho con, mà giờ này con không dám đi tới nhà nào hết. Có chuyện gì thì làm việc nhà lặt vặt, còn không thì con cũng là ôm lấy lời Chúa mỗi ngày. Con viết ra kinh thánh này hoặc là con học ngoài lời Chúa kia, chứ con không có gì đi dám đi nữa. Con đó là con nói bằng sự thật. Con xin Chúa cũng là nhìn thấy tấm lòng con. Chứ trước đây thì con mắc mớ nhiều lắm, bây giờ con cũng là thấy là rõ ràng là nhà Chúa bao phủ và Chúa giữ gìn, con không có bị mắc mớ nhiều nữa. Nhưng có lắm chút chút là làm chứng thì họ chê khen rồi đạo này đạo kia thôi, cũng có thôi, chứ còn mắc mớ việc thế gian nó không còn. Con cảm ơn Chúa, xin Ngài cũng bảo vệ con nha. Và môi miệng của con cũng không có nói ra những gì mà tiêu cực nữa, xin Chúa cũng là thương xót con có công nhận. Thì lời của con nói ra đây sáng hôm nay con làm chứng thì con được Chúa thay đổi nhiều lắm. Con cảm Chúa vô cùng, xin cái câu ba này trong châm ngôn này cho con học được và con hiểu được và con đổi thay được càng ngày càng tốt hơn nữa. Con cảm Chúa vô cùng, xin Chúa mà bảo vệ con cảm Chúa. Amen. Hết. Xin hết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Lê. Vậy cô chú có học được mình cứ mở mic lên nha cô chú. Tám đứng mở chưa được kìa. Cảm ơn Chúa. Tôi xin học sách trong ngôn đoạn 13 câu 2 đến câu 3. Hai câu này trong tôi học được tấm gương của David để lại trong quyển kinh thánh này. Và được từ ngày tôi tin nhận Chúa thì lời này được ứng nghiệm qua trong đời sống của tôi, được đầy ơn phước hạnh. Tôi xin cùng học chung buổi sáng hôm nay cùng với anh em qua lời của Chúa. Sách trong ngôn tôi xin công bố lời: nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng được sự lành. Còn linh hồn kẻ gian ác phải ăn điều cường bạo. Kẻ canh giữ miệng mình là giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn là bể hoài. Cảm ơn Chúa vì cũng như chị Lan đã nói, và trước kia mọi người ai cũng vậy mà sống trên thế gian này, rất rất nhiều mà lời qua tiếng lại, và không bao giờ biết dừng lại cái tiếng mình muốn để nói ra, nói để cho mình hơn người ta, chứ không bao giờ để cho thua người ta. Cho nên cái miệng lưỡi của người mà mình trước đây mình sống á, thế gian là lung tung lắm, ăn nói lung tung lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi mình đến được với Chúa là học được cuốn sách David trong sông ngôn này á, thì ông đã dạy mình đó là để biết phải canh giữ mười miệng mình, cũng như nhiều cái sách khác, cũng như là Chúa nói rằng chậm nói bao nghe. Tất cả mọi sự gì mình cũng bây giờ mình phải chậm nói để nghe. Nghe là cái điều quan trọng. Để rồi như lời Chúa nói rằng hãy nghe, chứ lấy nghe mà làm đủ mà lừa dối mình. Cho nên cái nghe là rất quan trọng. Cho nên mà sách trong ngôn đã dạy mình đó, thì mình học được rất là quý giá, mà mình đầy được ơn phước lành. Bởi vì nhờ bông trái của miệng mình, cái miệng mình, cái bông trái là một điều lành. Mình nói không bao giờ nói điều tiêu cực nữa. Những tất cả những điều nào mình muốn nói, suy nghĩ, suy xét để nói ra điều lành, là đó là một điều mà ý muốn của Đức Chúa Trời cũng vậy, cho mình nói điều lành để ích lợi, tích lệ cho giấc người khác, để họ nghe, họ hiểu. Cho nên mình học được đây là điều mà sách trong ngôn mình canh giữ cái bông trái miệng mình là rất quan trọng. Để mình hưởng được sự, mình hưởng chính bản thân mình thôi. Nếu mình hở môi quá thì bèn là bể hoại trong thân mình. Và trước đây thì mình thời gian tin Chúa cũng vậy, môi miệng cũng còn lung tung. Từ đó mà được Chúa thánh hóa lời của Ngài, mình phải bớt nói, ít nói, nghe nhiều hơn nói, để nghe, để học, để mình biết cái lời Chúa đã dạy gì. Và những người, thí dụ những người anh em đã nói ra, mình phải lắng tai nghe, nghe đó lời có đúng trong kinh thánh là lời sự thật hay không, để rồi mình rút kinh nghiệm rồi mình để học. Nếu nào như thường có những mục sư nói cái nào thịt thì ăn mà còn xương lừa dục bỏ, nhưng đó là một lời anh em ta nói, hoặc là trong bất cứ điều gì mình lắng nghe là điều quan trọng. Cái nào đẹp tốt, có điều lành thì mình ứng nghiệm, mình
học hỏi, còn điều nào không thì mình lừa bỏ. Đây là một điều mà cái giữ được câu hai, được những con trái của miệng được hưởng được sự lành. Còn câu ba thì canh giữ miệng, canh giữ miệng là điều rất quan trọng cho đời sống của tôi, đó tôi đã học được. Mình giảm bớt nói, chậm nói, mau nghe, đây là điều rất quan trọng để rồi miệng lưỡi của mình để học. Miệng lưỡi nó cũng quan trọng cho cuộc đời mình. Cái miệng lưỡi như nó là một quan hệ rất nhỏ nhưng mà nó đốt cháy cả khu rừng luôn. Đó cũng lời Chúa đã dạy mình. Mình học được rất nhiều điều. Cảm ơn Chúa và Tứng đã học được trong buổi sáng hôm nay trong sách Châm Ngôn. Theo tấm gương của ông David, ông để lại và Tứng đã học được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, lời Chúa đã chỉ dạy cho Tứng. Cảm ơn anh em và chúc phúc cho anh chị em được nhiều hơn nữa. Dạ, tôi cũng xin phép đọc từ câu 1 cho đến câu 3. Dạ, mời cô Dung. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha mình, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Câu số 3, kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bại hoại. Ở đây lời Chúa muốn dạy cho chúng ta đó là khi mà cái người khôn ngoan á, thì nghe lời khuyên dạy của cha. Về mặt phần xác thì khi mà đứa con á, mà chịu nghe lời khuyên của dạy của cha thì cái đứa con rất là khôn ngoan. Còn về thuộc linh á, khi mà mình được ai đó quở trách bằng lời của Chúa, nhiều lúc đau nhưng mà khi mình vâng lời á, thì nó sẽ nhận lấy cái sự khôn ngoan đó. Còn nếu như mình, Kinh Thánh nói là xong kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Khi mà mình không chịu nghe người khác quở trách mình á, thì cái người này họ đang rất là kiêu ngạo và đang bị nhạo báng thì không có chịu nghe lời quở trách của lời Chúa, không có chịu nghe điều đó. Và nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ ác, kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Nhờ bông trái của miệng mình thì người hưởng lấy sự lành. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu số 4 cũng nói là lưỡi hiền lành giống như cây sự sống, còn lưỡi gian ác làm tan nát linh thân mình. Nhờ bông trái, mình nói ra bông trái lành á, thì mình sẽ hưởng được điều lành, mà mình nói ra điều ác thì sẽ hưởng được điều ác. Nhưng mà từ đâu mà phát ra lời nói? Kinh Thánh nói bởi đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra. Nếu chúng ta đầy dẫy lòng ác thì chúng ta sẽ nói ra điều ác. Mà nếu chúng ta đầy dẫy lòng cái sự công bình thì chúng ta sẽ nói lời lành. Nếu chúng ta đầy dẫy lời của Chúa thì chúng ta đem nói lại lời ghi dựng và khích lệ con người khác. Nếu lòng của chúng ta chứa đầy dẫy điều ác thì chúng ta sẽ nói ra điều ác. Cho nên ở đây trong Châm Ngôn đoạn 18 câu số 21 cũng nói là sống chết do nơi quyền của lưỡi. Kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Nếu chúng ta nói cái lời lành thì chúng ta sẽ nhận được điều lành. Ví dụ như cái người mà bệnh mà chúng ta đến đi thăm, chúng ta đến thăm cái người bệnh mà chúng ta cứ nói là bệnh này là bác sĩ chạy thầy chê bó tay rồi, chỉ có cần ăn năn để chuẩn bị về với Chúa thôi. Đây là một cái lời mà đem đến cho cái người bệnh thấy một cái sự khô héo nữa. Cho nên là ở đây Kinh Thánh nói là sống chết do nơi quyền của lưỡi, và kẻ nào ái mộ đó sang bông trái của nó. Tôi nhớ lần tôi với Khải đi làm chứng ở trong giường xài có ba người tin Chúa một gia đình đó, thì cái cô này bác sĩ cổ nói là bệnh phổi đã trở về nhà, có nghĩa là lo ăn uống. Thì tôi bước vô Khải làm chứng, rồi tôi mới làm chứng, tôi nói chị không có chết, chị sẽ sống. Chúa Giêsu sống thì chị sẽ sống, tại vì Chúa Giêsu chết thay cho chị rồi, chị không có chết, chị đừng có lo. Có nghĩa là cô này 3 tháng không ăn không ngủ, là ốm như lắm. Rồi khi tôi nói xong và tôi với Khải cầu nguyện xong cho tin nhận Chúa 3 ngày, ba người như vậy đó, thì nói cũng nói lẽ thật cho họ và họ biết cái sự sống và sự chết. Và khi họ tin nhận Chúa xong á thì 3 tháng họ không ngủ. Và khi buổi chiều đó tôi về sáng là tôi gọi thì nó đêm hôm là ngủ được 4 tiếng đồng hồ và ăn một được 2 chén cơm và ăn một ngày được 3 lần. Thì đây là một cái lời mà đem đến cho người sự sống, tuy mặc dầu họ đang tuyệt quệ cùng đường nhưng mà hiện tại bây giờ cô ta cũng đã khỏe rồi. Tôi có gọi điện thoại hỏi hàng ngày. Kinh Thánh nói là sống chết do nơi quyền của lưỡi, và tạ ơn Chúa khi tôi thấy cái điều đó thì tôi cũng nói là tích cực. Tôi nói chị không có chết, bởi vì ngày hôm nay Chúa Giêsu đến đã chết thay cho chị rồi.
và tạ ơn Chúa. Và ở trong 21 câu số 23, châm ngôn 21 câu số 23 cũng nói là ai giữ lấy miệng mình thì giữ lấy linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nếu như cái người Kinh Thánh cũng nói lắm, lời vi phạm nào có thiếu, ai gìn giữ miệng mình là người khôn ngoan. Mà trong chúng ta là những người cơ đốc nhân, tôi nghĩ còn không ai thích ngu dại, ai cũng thích khôn ngoan hết. Cho nên là xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta không có gìn giữ miệng mình được, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ chúng ta gìn giữ miệng mình, để Kinh Thánh nói là nhờ bông trái của miệng mình và người hưởng lấy sự an lành. Xin Chúa cho chúng ta lấy cái sự an lành ở trần từ môi miệng của mình. Và chúng ta thấy ở trong Galati đoạn 6 câu số 7 và câu số 8, Kinh Thánh nói là chớ hề dối mình, vì Đức Chúa Trời không chịu khi dễ đâu. Ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống đó. Nếu miệng mình gieo ra những cái điều mà phước lành thì tôi tin rằng phước hạnh và sự thương xót ở đây chúng ta. Còn nếu mà nếu miệng mình gieo cho người khác cái điều ác, cái điều gian dối, cái điều mà nói hành hay là cái điều vu khống, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ gặt lấy những cái điều đó, vì Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Dễ người nào gieo giống chi thì sẽ gặt giống đó. Chúng ta cũng thấy ở trong châm ngôn đoạn 13 câu số 2, câu số 2, câu số 3 cũng nói là nhờ bông trái của miệng mình người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Chúng ta thấy ghê không? Lời Chúa nói là kẻ canh giữ miệng mình sẽ giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá sẽ bèn bị bại hoại. Đây là một cái điều mà sáng ngày hôm nay tôi thấy tất cả anh chị em học, tôi cũng thấy rất là được khích lệ. Và chính Chúa cũng dạy cho tôi, vì tôi cũng nói với gia đình tôi là cái người hay nói nhiều nhất, và ở tại hội thánh tôi cũng có điều cái người là hay nói nhiều nhất. Nhưng mà xin Chúa cho mình nói nhiều để đem lại cho người khác được gây dựng khích lệ, chứ không phải nói để phá tán người khác hay là nói để đem lại cho người khác tổn thương. Chúa nói lắm lời vi phạm nào có thiếu, mà ai gìn giữ miệng mình là người khôn ngoan. Nếu như lời nói của tôi trong những ngày qua có làm cho quý vị vấp phạm hay là có nói nhiều, thì xin Chúa tha thứ cho tôi và cũng xin quý vị tha thứ điều này, và chúng ta học cho mình. Và chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 109 câu số 17, 18 cũng nói là nó ưa sự của xã thì sự của xã đang lâm vào nó, cũng không thích chút phước thì sự phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự của xã, khác nào bằng cái áo. Tôi nói rằng nếu như chúng ta không có cái sự ưa chúc phước cho người khác thì chúng ta cũng không có nhận được phước. Cho nên mỗi lần tôi dạy những người tín hữu mà tôi đã chăm sóc thì tôi nói khi mà nói chuyện điện thoại hoặc là dứt điện thoại thì xin Chúa ban phước cho chị, xin Chúa ban phước cho em, xin Chúa ban phước cho anh, hay là xin Chúa ban phước cho cô. Cái điều mà Kinh Thánh nói là nếu như cái môi miệng mình chúc phước cho người khác đó, nếu như mà môi miệng mình chúc phước cho người khác nó ưa sự của xã thì nó bèn nhận vào đó, còn không nó không thích sự chúc phước thì sự chúc phước bèn cách xa. Nếu như chúng ta môi miệng chúng ta mà ưa cái sự của xã thì cái sự của xã đó chúng ta nhận lấy, còn nếu như chúng ta ưa cái sự chúc phước thì sự chúc phước nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên chúng ta biết được lời Chúa như thế này thì chúng ta tự chọn. Và ở trong chúng ta rất là nhiều câu Kinh Thánh nói, nhưng mà tôi muốn nói cái câu Kinh Thánh này để kết thúc cái lời tôi chia sẻ. Ở trong Dân Số Ký đoạn số 14 câu 26 tới 28, Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: ta chịu bội chúng hung dữ, ta chịu hội chúng hung dữ này hay làm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời làm bầm của dân Israel quán trách ta. Hãy nói với dân chúng của Đức Giê-hô-va nói rằng: ta chỉ sự hằng sống của ta mà thề, ta sẽ đãi các người tùy theo lời ta đã nghe các người nói. Kính thưa anh chị em, lời Chúa nói rằng dân sự của Chúa lúc bấy giờ chúng ta thấy lầm bầm với Chúa, nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ đãi theo môi miệng của các ngươi, tùy theo các người nói. Cũng như vậy, tôi học được điều ở đây đây. Những lúc chúng ta đi theo Chúa, hầu việc Chúa, tôi thấy tôi thật sự là trong những tháng qua, thật sự là tôi cũng có những điều kiện đi làm răng, tôi không có thể đi lên phòng nhóm cùng với quý vị được. Tôi thấy tôi rất là... tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các anh chị em trên phòng nhóm, cầu nguyện 40 ngày này rồi 40 người kia, 40 người nọ. Và thật sự á, nhưng mà anh chị em không có làm bầm, rất là vui vẻ và có tinh thần sống sắn đến nơi đó, họ đến trên phòng nhóm, trực phòng nhóm cầu nguyện hàng ngày. Tôi thấy rất là được khích lệ và tôi cũng được dạy dỗ rất là nhiều. Đáng lẽ tôi cũng phải lên để cùng với anh chị em để làm gương. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta là người hầu việc Chúa hay là chúng ta là dân sự của Ngài, đi theo Chúa hanh thông thì chúng ta tạ ơn Chúa dễ lắm.
Mà nếu chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, nan đề thì chúng ta cũng có sự làm bầm, trong đó cũng có tôi, không phải là tôi hay đâu. Nhiều lúc có gặp khốn khổ, nhiều lúc gặp hoạn nạn, nhiều lúc gặp thử thách khó khăn về tài chánh, rồi gia đình, rồi con cái, rồi chồng con, tôi cũng có làm bầm. Chúa ơi, con có làm gì đâu mà sao gia đình con như vậy? Chúa ơi, con có làm gì đâu, con hầu việc Chúa mà sao con bị thiếu thốn? Cái điều mà chúng ta làm bầm. Nhưng mà ở đây Chúa nói là ta sẽ đãi theo môi miệng của ngươi, tùy theo các ngươi nói. Bây giờ thì tạ ơn Chúa con có thiếu thốn, nhưng mà tạ ơn Chúa con được hầu việc Ngài. Con có bị nan đề, nhưng mà tạ ơn Chúa con được Ngài bảo vệ. Con có bị thử thách, nhưng mà tạ ơn Chúa Ngài đã là đấng giải quyết cho con. Cái điều mà tôi học được ở buổi sáng hôm nay đó là Chúa nói rằng nhờ bọc trái của miệng mình hưởng lấy sự lành, còn còn linh hồn kẻ ác thì sẽ ăn điều cường bạo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không phải là kẻ ác. Câu số 3, kẻ canh giữ miệng mình giữ mạng sống của mình, nhưng kẻ nào hổ môi quá bèn bị bại hoại. Ở đây ở trong Lê Vi Ký đoạn 14 câu số 23 hay câu số 33 tới câu 45, tôi không có đọc cái này này. Điều này thì quý vị về, quý vị mở ra trong Lê Vi Ký, quý vị thấy dân sự lúc bấy giờ cũng là Đức Sơ Va phán cùng Môi-se và Ô-rôn rằng: khi nào các ngươi sẽ vào xứ Canaan mà ta sẽ ban cho các ngươi làm cơ nghiệp, sản nghiệp, nếu ta dám một vít mắt nào như vít khung trong nhà nào của xứ các ngươi làm sản nghiệp, chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng: tôi thấy như có một vít mốc trong nhà. Trước khi vào khám mốc đó, thầy tế lễ phải truyền cho họ đem đồ đạc trong ra ngoài hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng thánh khám nhà, người sẽ xem vít đó, nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh. Điều tôi muốn nói đây, tôi không có đọc hết này vì nó dài lắm. Điều tôi muốn nói ở đây, chúng ta xem xét thân thể của chúng ta là cái nhà. Mà ngày xưa thầy tế lễ lại khám cái vách nhà nào có vết móc á, thì phải tách ly biệt ra 7 ngày để thầy tế lễ đến chữa lành cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng tra xem lại bản thân của mình, còn những điều trong những ngày đi theo Chúa, còn cái vết móc nào ở trong đời sống của chúng ta mà nó đã bị lây lan làm ảnh hưởng của chúng ta không còn yêu mến Chúa nữa. Và điều này Chúa cũng dạy cho đời sống của tôi. Đó, Chúa cũng dạy cho đời sống của tôi trong những ngày bước theo Chúa, trong cái tấm lòng và tâm trí của mình. Còn cái vết móc nào mà gọi là men cũ đối với chúng ta, thì mời thầy tế lễ ở đây chính là Đức Thánh Linh. Mình mời Đức Thánh Linh đến và tra xem đời sống của mình, để coi cái vết móc nào còn đọng lại ở trong đời sống của mình, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta loại bỏ cái vết móc đó ra khỏi đời sống của chúng ta, để nó ảnh hưởng, nó lây lan, làm cho tâm linh của chúng ta. Cô Dung đang nói mà cứ... để nó ảnh hưởng, nó lây lan cho đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta chật mất thời ân điển. Xin Thánh Linh là Đức Chúa Trời, cũng là thầy, xin thầy tế lễ ngày xưa Chúa ngày sai thầy tế lễ đến để tra xem vết nhà đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta áp dụng một điều gì, chúng ta sẽ nhờ Đức Thánh Linh để tra xem đời sống của mình, để mình thấy trong mình còn cái vết móc nào không. Nhiều người khác muốn học nữa chị Dung ơi. Dạ xin lỗi, dạ xin lỗi, tôi xin dừng ở đây cho anh chị em học ạ. Dạ xin lỗi, dạ xin. Dạ, tạ ơn Chúa. Dạ. Trong ngôn đoạn 13 này thì câu nào mình trước đây chưa có Chúa thì cũng dính với chân. Mà nhưng cảm tạ ơn Chúa là trong câu 13 đoạn 13 câu 5 và những câu khác hãy ứng nghiệm trong đời sống tôi. Dạ, nói dạ, trong câu 5 thì người công bình ghét lời dối trá, song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn. Hồi xưa mà chưa có Chúa thì con người tôi lúc nào thật sự rất là dối trá và nói chung nó xấu xa mọi điều, nói ra những điều gớm ghê để đáng bị hổ thẹn. Mà nhưng từ ngày có Chúa thì rất là ghét lời dối trá, ai nói điều gì mà giả dối hay là bất cứ điều gì mà không đúng thì tôi ghét, không thích, mà không phải là ghét người đó mà nhưng ghét cái sự dối trá. Dạ. Thì cảm tạ ơn Chúa, giờ Chúa cho có lời sự thật ở trong đời sống của tôi. À, cũng như trong câu 6 thì sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng. À, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho lời của Chúa là công bình, lời của Chúa là ngay thẳng cho đời sống của tôi.
giờ không còn sống cong quẹo hay là xấu xa như trước kia nữa, cũng không còn sống trong cái sự gian ác. Cảm tạ ơn Chúa. Giờ biết yêu thương người khác và rất là thích có cái gì giúp đỡ cho người khác, thì rằng mình chưa hơn hẳn là ai bất cứ cái điều gì về tiền tài hay vật chất, nhưng rất là thích giúp đỡ cho người khác, rất là muốn làm lành. Tạ ơn Chúa. Chúa nói trong câu 7, có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo mà lại có của cải. Cảm tạ ơn Chúa. Như cái điều này rất là nhiều người tôi thấy là như nghèo, mà thậm chí đến đổi mà vàng thì không có bao nhiêu mà lại còn mua thêm vàng giả đeo thêm nữa. Mà cảm tạ ơn Chúa vì như trước đây thậm chí tôi cũng vậy luôn, cũng có nữa, đi mua bạc mua này cũng si vàng hay hoặc là này kia, mà nhưng từ ngày có Chúa rồi là không thích bất cứ cái gì mà liên quan tới giả, mà đeo cũng không được, đeo vô ngứa đau lắm, chảy mũ chảy máu tùm lum. Thì cảm tạ ơn Chúa, thì từ ngày mà có lời Chúa giờ là tôi thích cái gì cũng thật hết chứ, từ cái lời ăn tiếng nói hay hoặc việc làm cái gì cũng thật. Thì cảm tạ ơn Chúa, thì giá chuộc mạng sống rồi người ấy là của cải mình, còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa. Nhưng đây là không phải là cái người nghèo hay người giàu, mà những cái người khinh bỉ Chúa. Tôi nghĩ là cái người đó dù giàu cách mấy nữa, nhưng Chúa đối với Chúa cho là họ nghèo, họ không có nghe cái lời của Chúa. Đối với Chúa chắc họ là nghèo, nghèo còn hơn kẻ nghèo ở thế gian này. Cảm tạ ơn Chúa. Vì tôi học được cái câu trong 20, đoạn 20, cái câu 20 này. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Hồi xưa làm bạn với những người không gia gì, chân nhậu nhẹt bê tha, nhưng từ ngày có lời Chúa và tiếp đối nói chuyện với anh chị em con cái của Chúa, giờ tạ ơn Chúa là tôi tin là tôi trở thành người khôn ngoan. Và cảm tạ ơn Chúa cho tôi học những điều rất hay ạ. Dạ, xin Chúa ban phước cho tất cả ông bà con anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng xin học trong đoạn 13 câu 14. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bậy sự chết. Ở đây trong Kinh Thánh Chúa nói sự dạy dỗ, sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bậy sự chết. Sự khôn ngoan này ở đâu? Trong Kinh Thánh Chúa nói mình phải tìm sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan tính là Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Chứ sự khôn ngoan mình theo thế gian ở ngoài đời của mình thì mình nói gì mình cũng nói là khôn ngoan chứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chính sự khôn ngoan này Chúa đã ban cho mình. Khi mà mình được một người chăm sóc hay là được một người dạy dỗ mà có sự khôn ngoan thì rất là được phước. Rồi vì cái sự khôn ngoan đó giúp mình tránh khỏi bảy sự chết nữa. Nhưng mà Chúa nói nếu kính sợ Chúa thì khởi đầu của sự khôn ngoan. Cảm ơn Chúa thì mình phải đi theo cái gì Kinh Thánh á, mình không phải khôn ngoan theo mắt mình. Mình cái gì mình nói mình cũng khôn chứ, nhưng mà cảm ơn Chúa Kinh Thánh kỹ thuật lại trong đoạn 13 câu 14 này nó nói lại cho mình á. Mình phải sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn là một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Cảm ơn Chúa. Nếu mình sống theo lời Chúa, làm theo lời Chúa thì sự khôn ngoan sẽ giúp mình tránh khỏi bẫy của sự chết. Nếu mình khôn ngoan theo đường lối của mình, theo con ý nghĩ của mình, theo việc làm của mình thì không tránh khỏi bẫy sự chết đâu. Vì sự khôn ngoan của mình nó khác hơn sự khôn ngoan của từ cha ban xuống. Tôi cảm ơn Chúa qua học bài học này để mình học, mình làm theo, biết những gì Chúa đã dạy mình. Thì mọi điều gì trong Kinh Thánh Chúa dạy dỗ, Chúa chỉ dẫn cho mình có sự khôn ngoan, thì hãy mình nhờ cậy nơi Chúa, chứ đừng nhờ cậy sự khiết riêng của mình. Và cảm ơn Chúa là Chúa cũng ban cho tôi và anh chị em để mình có được một người cha là Đức Chúa Trời đã có lời của Chúa trong Kinh Thánh để cho mỗi ngày mình đọc, mình hiểu trong Kinh Thánh. Chính lời của Chúa mới đem cho mình có sự khôn ngoan, và lời của Chúa sẽ giúp mình khỏi bẫy của sự chết. Đó là nhờ lời của Chúa thôi, chứ không phải nhờ sức duyên của mình. Nhưng mà tại sao mình phải được điều đó? Phải đọc Kinh Thánh và hiểu và nhờ người hướng dẫn, người và lãnh đạo của mình để nhắc nhớ và dạy dỗ mình. Mình cũng cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ để mình có sự khôn ngoan, sự hiểu biết. Nếu sự khôn ngoan, sự hiểu biết của mình theo ý riêng của mình, theo tâm trí của mình, theo suy nghĩ của mình, thật sự không có đem đến kết quả. Nhưng mà nếu mình
nhờ sự khôn ngoan trong lời của Chúa trong Kinh Thánh và sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh và được dạy dỗ người lãnh đạo hay là chị em nào chăm sóc mình có sự khôn ngoan kính sợ Chúa. Thì qua bài học này tôi cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng giúp đỡ để rồi mỗi ngày mình cũng tìm sự khôn ngoan theo lời của Chúa trong Kinh Thánh chứ không phải theo ý riêng của tôi. Cảm ơn Chúa, tôi chỉ có bấy nhiêu lời xin chị cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị em đã lắng nghe. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, cô chú anh chị em mình khi mà học lời Chúa thì cô chú có thể giơ cánh tay màu vàng lên để ban kỹ thuật có thể mở mic cho cô chú ạ. À. Cảm không biết được cánh tay màu vàng. Đứng ba màu đen lên. Tạm. Sau đó con sẽ hướng dẫn cô chú giơ tay sau buổi nhóm này. Thì cô chú có thể mở camera rồi giơ tay lên con quan sát cũng được. Hôm nay Chúa, tôi xin học câu 12. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn. Nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Chúa nói rằng Chúa giao cho mình cái chuyện gì thì mình phải tuân theo lời, mình làm theo lời của Chúa dạy thì làm cái chuyện gì mình cũng làm được hết. Nhưng mà trì hoãn những cái chuyện gì trì hoãn thì mình có sự hư hại, không có làm được theo lời của Chúa dạy thì tất cả cái gì mình cũng bị hư hại hết, mình không có làm cái gì được hết. Vì Chúa là cha của mình, Chúa mà bảo mình làm cái chuyện gì thì mình tuân theo lời của Chúa, mình làm theo lời của Chúa. Làm bất cứ chuyện gì thì mình cũng phải kính sợ Chúa, mình trông cậy nhờ Chúa chỉ dẫn cho mình, lòng mình ao ước sao thì Chúa sẽ chỉ dẫn cho mình. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì lúc tôi không biết Chúa thì cũng không hiểu gì hết. Nhưng mà lúc tôi tin Chúa tới bây giờ thì con người của tôi chậm trễ lắm, tôi không biết hiểu cái gì. Nói một lời, tôi nghĩ ra một lời, tôi không biết nói gì ra hết. Lúc tôi mới vô Chúa tôi không biết gì hết. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn Chúa vì Chúa nói trông cậy là lời của Chúa thì Chúa chỉ dẫn cho mình. Trước khi tôi cũng làm cái chuyện gì tôi cũng cầu nguyện Chúa, xin Thánh Linh dẫn dắt cho con, Chúa chỉ dẫn cho con làm công việc này việc kia. Thì Chúa cũng, bởi vì tôi mới vô thì tôi cũng bắt được cái thẻ Tết, thì mình bắt cái thăm đó, cái mình bắt được cái thăm là Thi Thiên đoạn 21 câu 2 đó. Chúa nói lòng ngươi ao ước thì môi miệng ngươi nói ra thì xin sẽ được. Mà công nhận là tôi bắt được cái thăm đó. Nhưng từ bây giờ là bất cứ chuyện gì tôi, cái lòng tôi ao ước thì tôi sẽ được thành hết. Cái đó Chúa cũng nói mình ở trong câu Kinh Thánh này cũng nói sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn. Mình trì hoãn là cái lòng của mình nó đau đớn, mình không có làm được gì hết. Mình trì hoãn lời của Chúa là mình không được gì hết. Còn câu nhưng sự ao ước được thành thì giống như một cây sự sống. Cái này tôi thấy câu Kinh Thánh này là tôi học được cái câu Kinh Thánh này là Chúa dạy cho mình là rất rõ ràng. Mình biết kính sợ Chúa, mình làm công việc thì cũng được. Mình nói ra cũng như tôi cũng cảm ơn Chúa vì lúc trước tôi không biết gì hết. Tôi cầu nguyện, tôi cũng không biết cầu nguyện cái gì hết. Nhưng mà từ lúc tôi cầu nguyện 40 ngày nay thì tôi cũng biết ít thôi chứ không bằng anh chị em nào hết. Tôi cũng cảm ơn Chúa, tôi học được nhiều đó, cảm ơn Chúa. Mong con ông gọi. Dạ mời tiếp cô chú tiếp tục. Chú Thiện. Rồi tôi xin học câu số 1. Câu số 1 đó là con khôn ngoan thì nghe sự khuyên dạy của cha, xong kẻ nhạo báng thì không khứng nghe lời quả trách. Thì tôi thấy là coi như mình hồi trước mà mình chưa có Chúa mà mình là nghe lời cha mẹ mình dạy dỗ mình, khuyên nhủ mình thì tất nhiên là cũng là không bị thất bại. Mà một khi mình nghe lời cha mà cha có khi nào mà dạy con những cái điều mà không đúng hay là những điều sai trái đâu. Cho nên cái câu là con khôn ngoan thì nghe lời
nghe sự khuyên dạy của cha, thì một khi mà con mà nghe lời cha mẹ thì tất nhiên là mọi sự nó sẽ được là toại nguyện theo cái ý muốn của mình. Còn một khi mình đã tin Chúa rồi thì ở trên mình là coi như có cha trên trời rồi, mà cha trên trời thì lúc nào cũng là khuyên dạy mình, dạy dỗ mình và dẫn dắt mình, như trong Kinh Thánh đã dạy mình. Thì một khi mình nghe lời dạy dỗ ở trong Kinh Thánh thì tất nhiên mọi sự sẽ được Chúa sẽ ban ơn ban phước cho mình, và Chúa sẽ dẫn dắt cho mình để mình làm tất cả những cái điều mà Chúa muốn, và làm tất cả những cái điều mà được Chúa ban phước cho mình. Thì tôi thấy là khi mà mình nghe lời cha thì tất cả mọi sự sẽ được thành công. Còn những kẻ nhạo báng mà không khứng nghe lời thì bị quả trách. Những cái kẻ mà nhạo báng ngang ngược mà khi mà quả trách mà không nghe và cứ làm theo cái bản tính xác thịt của mình, theo ý riêng của mình, theo sự khôn ngoan của mình mà không nghe theo cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa, thì tất cả mọi sự không khi nào mà thành công được, và không khi nào mà ai mà ban phước cho những kẻ đó. Bởi vì phước hạnh đến từ nơi cha, thì chỉ khi nào mà nghe theo lời cha dạy và nghe theo sự dẫn dắt của cha và nghe theo sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh thì mọi sự sẽ được Chúa ban phước cho mình, và Chúa dẫn dắt cho mình, và Chúa sẽ lo cho mình tất cả mọi sự. Thì tôi học được cái câu này, tôi thấy thì tất cả mọi sự là mình phải luôn luôn nghe lời và học ở trong Kinh Thánh mỗi ngày, để mình là coi như là được sự ban ơn ban phước của Chúa mà dạy dỗ trong Kinh Thánh. Và tôi cũng học ở trong cái câu 18. Câu 18 là: ai mà chối sự khuyên dạy thì sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục. Một khi là cái mình là con cái Chúa mà mình cứ theo cái bản tính xác thịt của mình, theo cái sự khôn ngoan của mình, mà không là làm theo cái sự khôn ngoan của mình thì không khi nào mà giàu có được, không khi nào mà tội nguyện được, và Chúa cũng không có khi nào mà ban phước cho những cái kẻ mà không nghe lời dạy dỗ của Chúa. Bởi vì tất cả mọi sự khôn ngoan là đều đến từ Chúa, còn khôn ngoan của xác thịt đó, thì không thể nào mà đem lại lợi ích gì cho mình. Bởi vì khôn ngoan của xác thịt thì nó kèm theo cái sự kiêu ngạo, rồi kèm theo cái sự mà tánh riêng của mình, thì không thể nào mà giàu có và thịnh vượng được. Cho nên là khi mà Kinh Thánh nói là ai chối sự khuyên dạy thì sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, còn những kẻ nào mà tiếp lời quở trách thì sẽ được tôn trọng. Một khi mình làm sai chặt, một khi mình đi không đúng đường lối mà trong Kinh Thánh dạy mình, mà khi mà nó được quở trách, Chúa Thánh Linh quở trách mình, thì mình phải sửa sai, mình phải ăn năn tội với Chúa, và mình phải thay đổi cái cách sống và cách nghĩ, cách làm của mình. Mà một khi mà mình nó thay đổi, mình ăn năn tội, mình sửa sai, thì tất nhiên là Chúa sẽ ban phước cho mình và Chúa sẽ dẫn dắt mình, thì cuộc sống của mình sẽ được thịnh vượng và được Chúa dẫn dắt theo ý muốn của Chúa, thì người đó sẽ được tôn trọng. Thì tôi thấy là hai câu Kinh Thánh này là tôi luôn luôn nhận biết rằng mình lúc nào mình cũng phải luôn luôn là nghe lời và học và làm theo sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Bởi vì Chúa, chỉ có Chúa ở trên thế gian này là đấng mà có sự khôn ngoan, là đấng mà có mọi quyền phép ở trong tay để Chúa ban phước cho mình và Chúa dạy dỗ mình, Chúa dẫn dắt mình cả cuộc đời mình, cho tới khi nào mà Chúa tái lâm thì lúc đó thì mình mới là hết cái bản tính suy nghĩ của mình. Thì tôi học được bao nhiêu đó, xin hết.
Còn cô chú nào có học nữa thì cô chú có thể giơ tay lên. Xin có học. Nó xin học những lời nhờ lời công chính. Công chính châm ngôn, châm ngôn đoạn đoạn 6. Sự công chính bảo vệ người sung mãn. Nhưng mà mình cũng tôi cũng nghĩ là miếng mình học thì cuộc sống mình vô Chúa quá thì mình sẽ được sự làm theo những công chính. Thì trong khi thì mình làm những điều gì cũng không thêm không bớt, hay là không có giả dối, không có những điều mình làm sự thật và ngay thẳng và tốt đẹp, làm những việc chuyện gì là cũng là công chính. Tôi nghĩ là mình vô Chúa thì mình rất là tốt, mình được làm theo ý của Chúa đã dạy cho mình cũng 10 điều răn. Thì mình vẫn làm theo những 10 điều răn, không buồn giận hờn cay đắng, làm sự gì cũng công chính và ngay thẳng hết theo đường lối của Chúa. Thì trong cái đoạn 25 cũng có nói là người công chính được ăn uống đầy đủ. Thì cũng như được no nê. Thì cũng như mình nghĩ là mình sống thì cần có tình yêu thương để gắn bó với nhau, hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng mình lên. Mình nghĩ mình sống luôn luôn nào mình cũng là để là công chính những lời của Chúa dạy trong 10 điều răn này thôi. Mình có bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Nam Phó. Vậy còn cô chú nào học thì cô chú có thể giơ tay lên. Cảm ơn Chúa, tôi cũng xin học câu thánh chung với anh em buổi sáng hôm nay. Ở trong sách châm ngôn buổi sáng hôm nay, ông bà anh chị chúng ta học đó là ông Salomon, con trai của ông David là vua Salomon. Ông là một vị vua rất là khôn ngoan. Ông được 700 hoàng hậu và 300 nữ tỳ, là ông là 1000 con vợ, ông bà anh chị. Ông rất là khôn ngoan và ông rất là giàu sang. Cả thế giới thiên hạ này ông là giàu sang nhất. Vì ông viết trong sách châm ngôn và nhạc thư nhạc ca là một châm ngôn và bài viết ông là bài viết là mùa nhạc ca là 1005 dân thờ hả ông bà anh chị, là châm ngôn này do ông viết. Bởi vì ông là khôn ngoan thật nhưng mà ông không kính sợ Chúa, bởi vì những người phụ nữ đó, ví dụ ông cuối cùng ông sa vào, cuối cùng ông mấy người phụ nữ đó thờ thần ban đó, thì cuối cùng ông bị phạm tội. Thì buổi sáng nay tôi cũng học chung với ông bà anh chị em trong câu số số 12, giống như vì 7 thì học là của năm rõ đó. Bởi vì trong đây nói là trong đây nói về câu số 12, nói là hy vọng bị hoàn lại khiến lòng đau đớn, nhưng ước mơ được thành là cây sự sống. Hy vọng bị hoàn lại khiến lòng đau đớn. Cảm ơn Chúa, vì con người của chúng ta thường thường hay hy vọng. Hy vọng là tuyệt vọng và là một trong những tâm trạng đau đớn nhất của cuộc đời của mình. Hy vọng rồi lại tuyệt vọng và đau đớn nhất trong cái cuộc đời của mình. Giống như mình hy vọng cái gì đó rồi cuối cùng rồi mình thất vọng. Giống như lớn lên mình hy vọng mình được một cô vợ đẹp, có là mình được cái một người nào đó sẽ giúp mình cái gì đó. Mình có hy vọng, hy vọng nên có người.
giống như một siêu bão ông đi Mỹ đi, à, cái người anh em nó trông đợi ổng, hy vọng ổng về ổng sẽ cho tiền, hy vọng ổng về ổng cho dầu thơm nước hoa, nhưng mà cuối cùng ổng về ổng không cho, trở thành thất vọng. Trở thành thất vọng sao mà anh chị em, tôi cay đắng luôn. Tại sao ổng cho tôi, tại sao mà tôi hy vọng người ổng cuối cùng không cho được gì. Đó là trong đợi nơi con người không được gì chân đó không bạn chị. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 146 câu 3 và tới câu số 5. Đừng nhờ cậy vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con người. Con người hơi thở tắt đi, loài người liền trở về cát bụi, trở về bụi đất. Con người không có cứu được chúng ta đâu. Nhưng mà đừng trông đợi nơi con người, đừng trông cậy nơi con người. Cuối cùng tất cả ông bà anh chị em sẽ thất vọng nơi con người. Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, hãy trông cậy nơi Chúa Giêsu thì mình sẽ được sự sống đời đời. Trông cậy nơi con người không có sự cứu độ. Hơi thở loài người tắt đi, loài người liền trở về bụi đất, thương bà anh chị. Mình trông cậy nơi Đức Chúa Giêsu thì mình sẽ được sự sống đời đời. Ai ham thế gian thì thế gian này á, thì mình không có được sự sống đời đời. Thế gian cho con người á, chỉ là cái đó là giống như là tạm thôi. Thế gian á, cho con người tiền bạc vật chất đó là sự, đó là giống như là bình an giả tạo thôi ông bạn chị. Tiền bữa nay có cái cười ha ha ha, cái ngày mai không có tiền cái cú sụ mặt xuống thảm lắm. Như Đức Chúa Trời cho ông bà anh chị em đó là bình an, không phải thế gian cho. Bình an đó là bình an của Đức Chúa Trời cho. Đó là bình an thật đó ông bà anh chị. Bình an đó là bình an, sự vui mừng, sự bình an thật ở trên đời sống ông bà anh chị em. Đó là trong văn đoạn 10, đoạn 14 câu 27 đó thưa ông bà anh chị em. À, thì mình không trông cậy nơi con người nữa. Con người không có sự cứu đổi cho mình được. Nhưng mà hãy trông cậy Đức Chúa Trời. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, như anh em chúng ta nhờ danh xe qua là Đức Chúa Trời của anh em chúng ta. Đúng không? Mình sẽ nhờ cậy, kẻ khác nhờ cậy xe cộ, nhưng mà mình sẽ nhờ danh xe qua là Đức Chúa Trời của mình. Trong Thi Thiên đoạn 20 câu số 7 đó, bà anh chị. À, thì đây nói là hy vọng bị hoàn lại khiến lòng đau đớn, nhưng ước mơ được thành là cây sự sống. Ước mơ được thành là cây sự sống. Ước mơ của ông bà anh chị em chúng ta, ước mơ hiện nay, ước mơ của mình sẽ được về thiên đàng. Đó là một cây sự sống đời đời ở trên trời đó ông bà anh chị em. Cây sự sống nó nằm ở đâu không? Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 1 đến câu 2. Cây sự sống đó một năm 12 tháng, mà 11 tháng nó ra quả một lần. Lá nó để làm thuốc và cây nó để chữa bệnh cho những người khác. Đó là cây sự sống, nó ở gần ngay Đức Chúa Trời đó ông bà anh chị. Cái cây sự sống là nó rất là tuyệt vời. À, bởi vì đây là giống như là chú ví dụ là những ước mơ được thành là cây sự sống. Ước mơ của mình được thành là cây sự sống. Chỉ có được thành mơ ước, chỉ có được thiên đàng. Về thiên đàng mà mơ ước ở gần với Chúa, ở gần với Đức Chúa Trời mới được gọi là sự sống. Sự sống đó là sự sống đời đời. Nó không nơi trông cậy nơi con người nữa. Con người không có cứu mình được đâu ông bạn chị. Nó sẽ cho mình rồi. Nó cho mình giống như là cho tiền, giống như mình đang bệnh tật đây, nó sẽ cho mình. Cho tiền, cho bạc rồi. Cuối cùng sao? Người ta đi thăm cuối cùng vậy, nó hỏi sao không? Chết chưa? Thì chắc ăn chắc khuya quá. Cái con người không có cứu mình đâu. Thế gian này không có ai cho mình hết trơn bạn. Không ai cho, không biết không hết trơn. Không có ai yêu mình. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng yêu thương mình. Cho không biết không không bạn. Thế gian cho mình, yêu mình chỉ lợi dụng mình thôi. Nếu yêu một người nào đó chỉ biết lợi dụng người đó, muốn chiếm đoạt thân xác người đó mới yêu thôi. Thật chất là con người với con người không có thể yêu nhau. Không có thể cho không biết không được. Chỉ có Đức Chúa Trời cho ông bà anh chị em và tôi cho không biết không. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu Ngài cho không biết không. Thậm chí Ngài ở xuống thế gian này làm con người thật sự. Thậm chí Ngài cho tất cả ông bà anh chị em chúng ta mạng sống của Ngài
chết trên cây thập tự giá để đổ huyết để mua chuộc tội lỗi của ông bà anh chị em và tôi. Cảm ơn Chúa không? Đó là mình trông cậy nơi Chúa Giêsu, là cội rễ của đức tin. Đó là Chúa Giêsu, nhìn Chúa Giêsu mà là mình sẽ có hy vọng. Hy vọng Chúa Giêsu sao? Hy vọng Chúa Giêsu 3 ngày sống lại thì mình cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu về trời thì mình cũng sẽ về trời. Chúa Giêsu là ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, mình cũng sẽ ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Cái hy vọng của mình là một cây sự sống. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi học với ông bà anh chị em, đó là tựa đề là không hề thất vọng khi hy vọng. Mình không hề thất vọng khi hy vọng. Hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đừng hy vọng nơi con người nữa ông bà anh chị em. Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời thì tất cả ông bà anh chị em chúng ta sẽ có một cái cây sự sống ở trong đời sống ông bà anh chị em và tôi. Chúa ban phước lại cho tất cả ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa nghe lời. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, con cô chú nào có học là Chúa nữa không ạ? Amen. Vậy nếu không thì con kính mời cô Dung sẽ cầu nguyện cho bài học ạ. Hỏi thánh hiệp ý thì xin phép được cầu nguyện. Xin phép tắt video đây để hết kỳ. Lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con được ngồi lại tĩnh nguyện cùng nhau học lời Chúa chung với nhau để chúng con tìm thấy sự khôn ngoan đến từ Chúa. Cảm ơn vì lời của Ngài. Chúa ơi, bởi vì cái sự khôn ngoan không có đến từ con người của chúng con đâu, nhưng mà đến từ Cha Thiên Thượng. Con cầu nguyện cảm ơn Ngài để chúng con nhận được sự khôn ngoan thì chúng con phải kính sợ Chúa, vì Kinh Thánh nói rằng kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Con cầu nguyện xin Chúa luôn giữ lòng và ý tưởng của chúng con để chúng con gìn giữ môi miệng của mình. Cha ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì lời Chúa nói rằng lắm lời vi phạm nào cứ thiếu, như ai gìn giữ miệng mình là người khôn ngoan. Để chúng con biết khôn ngoan nhờ cậy Đức Chúa Trời, chúng con không có nhờ cậy loài người. Giống như thầy Suốt đã chia sẻ, con cầu nguyện vì Chúa nói chớ cậy rồi người có hơi thở bằng lỗ mũi vì nó không có đáng. Cha ơi, con cầu nguyện để rồi cho hết thảy chúng con cậy vào nơi Chúa, vì tất cả mọi nguồn phước chúng con đều đến từ Chúa. Chúng ngoài Chúa ra chúng con không có thứ phước nào. Cho chúng con tiếp tục trung tín trong những buổi sáng tĩnh nguyện để chúng con có lời của Chúa ở trong lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có sự khiêm nhường lắng nghe người khác, cho chúng con cũng có sự tiết độ. Xin lỗi Chúa, sáng hôm nay con làm cho anh em con bị dấp phạm, xin Chúa ngày cũng tha thứ cho con. Và trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện để rồi chúng con cũng chỉnh đốn nhiều hơn trong công việc này. Con cảm tạ Cha nhiều lắm. Xin ban phước lại cho hết thảy quý ông bà anh chị em con cũng như chính mình con. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan thông sáng đến từ Cha Thiên Thượng. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con phó dâng thì giờ này lên tay Chúa. Xin ban phước cho cô Lam được đầy ơn, xin Chúa sử dụng và sức giàu đặc biệt kinh cô Lam được đầy sự sức giàu của Chúa, để cô là người điều phối chương trình hướng dẫn chúng con đi trong trật tự trong cái giờ họp. Chúng con cảm tạ Ngài, chúng con biết ơn Cha, xin ban phước cho hết thảy. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn cô Lam, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Thạch Dung. Dạ, kính mời quý hội thánh cùng hiệp ý với con trong sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta, cầu nguyện cho gia đình và cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lời trao dấu của chúng con cảm ơn Cha vì thì giờ mỗi buổi sáng chúng con có thể học lời của Ngài và cùng cầu nguyện với nhau. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con nhóm nhau lại, chúng con tin chắc rằng Chúa Ngài đang ở giữa và nghe nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rơi những tội lỗi gì trên đời sống của chúng con, ở những lời nói, hành động, thái độ, cử chỉ của chúng con. Xin Chúa ngày tha thứ và rửa sạch chúng con bằng huyết của Ngài, để chúng con trở nên công chính, trở nên thánh khiết trước mặt Ngài ngày này trong danh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa ngày dẫn dắt lời cầu nguyện của chúng con. Trời, buổi sáng ngày hôm nay chúng con trình dâng một ngày mới của chúng con trong tay của Ngài. Con trình dâng hội thánh Baptist Thiên Ái, những chương trình của anh em của chúng con. Con trình dâng gia đình chức vụ của một sư lý hay bảo trong tay của Chúa. Con trình dâng gia đình của chúng con, đặc biệt là đất nước Việt Nam của chúng con trong tay của Chúa. Con cầu nguyện để Chúa ngài ở cùng
gìn giữ, bảo vệ chúng con bởi quyết, bởi quyền năng của Ngài, khỏi tai nạn, khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm, ở trong danh của Chúa Giêsu. Và con cầu nguyện để sự bình an của Chúa cũng đến ở trên đời sống của chúng con. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa Ngài cũng tiếp tục nghe ở cùng và Ngài dạy dỗ dẫn dắt chúng con mỗi ngày trong lời của Chúa, trong các buổi nhóm. Chúa giúp đỡ để rồi chúng con nghe lời Chúa và làm theo, hầu cho đời sống chúng con kết quả. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin ở cùng và thêm sức cho chúng con, xin dẫn dắt chúng con trong mọi sự chúng con làm, hầu cho đều được thế thạnh, đều được thành công và phước hạnh đến trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúa Ngài thêm sức cho anh em chúng con và ban phước cho mọi công việc tay anh em chúng con làm. Chúng con biết ơn Chúa, ban phước sức giàu, ban ơn dẫn dắt, ban sức khôn ngoan, sự sức dầu tươi mới của Chúa tuôn đổ trên chức vụ của một sư bảo cùng anh em chúng con ở trong nhân sự nữa. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa, ban phước cho anh em chúng con trong một tuần mới ở cùng bảo vệ gìn giữ chúng con. Con cầu nguyện cho Chúa Ngài đẩy lùi dịch bệnh và ban bình an cho đất nước Việt Nam của chúng con. Con công bố sự cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Con công bố một ngày mới mà phước hạnh cho đất nước Việt Nam của chúng con, một tuần lễ mới ở trong ơn của Ngài. Nguyện Chúa Ngài ở cùng và Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Những buổi truyền giảng giáng sinh qua online nữa, xin Chúa Ngài ban phước. Chúa Ngài hành động và làm việc để cứu nhiều người qua lời của Chúa cho những buổi giáng sinh mà nhiều người được tin nhận Chúa Giêsu giáng sinh vào đời sống của mình. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con dâng gia đình của chúng con. Chúng con dâng hội thánh, dâng mục sư Bảo của chúng con. Bà cứu trong tâm lọc gia đình của bà mục sư trong tay của Chúa. Con nhìn nhắn đứng Việt Nam của chúng con trong tay của Ngài. Nguyện Chúa Ngài ở cùng và Ngài chiếu sáng Ngài nhìn chúng con. Ngài ban ơn, Ngài ban bình an chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con ngợi khen chúc tụng Chúa của chúng con. Vì chúng con hiệp ý với dân sự của Chúa trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và buổi tỉnh nguyện đến đây là kết thúc. Xin Chúa ban phước cho quý ông bạn anh chị em. Dạ, chúc bình an. Shalom. Yeah.